Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ trên tay cục pin di động của Hyperchute. Đây là cục pin có cái dung lượng rất là lớn, 27.000 mAh. Dung lượng mà anh em có thể so sánh được khi mà cân đối với cái máy tính của anh em đó là 100W. Mình đã thử dùng cái cục pin này sạc cho cái máy tính này từ lúc cạn kiệt pin hoàn toàn cho đến lúc cục pin không sạc được vào máy nữa. Thì mình thử khoảng những 3 lần. Kết quả là khi mà nó sạc cái máy này ở cái chế độ đóng máy không tải thì nó sạc được khoảng 89%, tức là từ lúc đầy pin đến hết pin, và bên này từ lúc hết sạc pin cuối cùng thì được 89%. Và 89% của 83W của cái MacBook này, tức là cục pin này đạt được cái hiệu suất khoảng chừng 74%. 74W điện bên này được truyền sang cái MacBook này. Kinh nghiệm của mình á, thì 74% là một con số khá là lớn để mà một cục pin di động có thể đạt được. Mình đánh giá khá là cao cục pin này về cái hiệu suất của nó. Đây thực sự là một cục pin gấu nhất hiện nay, có dung lượng là 27.000 mAh, tương đương với lại 99.9W. Nó có tổng cộng là 3 cái cổng output, trong đó có một cái cổng output sạc tới 100W. Và khi mình thử với cái MacBook này thì cái thời gian sạc cái MacBook này rất là nhanh. Nó báo là tới hơn 2 tiếng là nó có thể sạc đầy được, tương đương với cái chuyện anh em cắm vào trong ổ điện rồi, rất là nhanh. Và cổng 60W cũng rất là nhanh. Và nó còn thêm một cổng ra nữa là cổng 18W để cho anh em có thể xài với lại sợi cáp USB-A qua Lightning hay A qua những thiết bị khác. Và nó có một cái cổng input chung với cái cổng output 100W luôn. Với 27.000 này á, nếu anh em có một input yếu á thì sẽ mất rất nhiều thời gian để mà sạc đầy cho nó. Do đó là với cái input mà tới 100W á, thì anh em có thể dùng cục sạc 87W của MacBook 15 hoặc là 60W của MacBook 13, anh em sạc cho nó thì nó sẽ rất là nhanh đầy. Phần còn lại thì chúng ta sẽ có một cái nút bấm vào để nó kiểm tra xem là cái dung lượng pin còn bao nhiêu. Ở bên này nó có tổng cộng là 1, 2, 3, 5 cái đèn để báo cái lượng pin. Cái tình trạng hiện tại là hết pin rồi, mình đã sạc đầy cho nó vào trong cái máy này. Còn cái thông tin kỹ thuật thì nó in ở cái đầu đối diện. Về cái chuyện cục pin này nhìn nó như thế nào thì nó khá là to nếu mà anh em so với lại những cái cục pin di động đang có ở trên thị trường, và cầm cũng rất là nặng. Hai cái đầu của nó là bằng nhựa, được bo rất là nhiều, do đó là khi mà cầm vào chúng ta sẽ không có một cái cảm giác nào bị cấn tay. Miếng nhôm này thì nó là liền lạc, nó giống như là dập từ một cái ống nhôm. Tuy nhiên cái cảm giác mà làm các bạn khó chịu nhất là cái mặt này đã bằng nhôm, do đó là nếu mà nó cạ vào trong cái điện thoại hay là cái cáp hay là cái MacBook của anh em á thì nó có thể làm nó bị chày hay là tiếng kêu nó khó chịu. Tuy nhiên anh em vẫn có thể khắc phục được bằng cách là mua cho nó cái túi nó bỏ vào hoặc là đi dán da cho nó. Cơ bản là vậy. Trong quá trình mình thử thì mình dùng cái sợi cáp hãng họ cho trong cái cục pin luôn, tức là một sợi cáp 2 đầu si khá là đẹp, có thể sạc được cái tốc độ cao. Và mình có dùng một thiết bị đo điện của Satechi, thì mình dùng cái này để mình xem là cái điện vào nó như thế nào. Thì thường thường có khi nó đạt tới 80 mấy W giờ luôn, trong những lúc mà tùy theo yêu cầu của cái máy tính này. Thực chất thì trong quá trình test của mình cũng có thử lướt Facebook, mình vẫn lướt Safari nhẹ nhàng thôi và mình vẫn sạc á. Thì sau khi cái cục pin này nó hết sạch á thì cái máy tính của mình cũng đạt khoảng chừng 60% pin, như vậy là cũng là ngon. Cái máy tính của mình là cái MacBook Pro 2018 15 inch. Cái pin của nó là 83W giờ. Rồi, xin cảm ơn nha.